Hơn 10 năm công tác trong lực lượng cảnh sát giao thông, Đại úy Nguyễn Văn Cảnh gắn liền với công tác điều tra giải quyết những vụ tai nạn giao thông. Với anh, những vụ tai nạn liên quan đến hành vi chạy quá tốc độ luôn là nỗi ám ảnh khó quên. Tai nạn giao thông thì đặc biệt có hành vi vi phạm về tốc độ chiếm phần lớn. Khi mà các phương tiện va chạm với tốc độ lớn, tốc độ cao thì sẽ gây ra hậu quả rất nặng nề. Tiếp xúc với các hiện trường vụ tai nạn giao thông thì nhiều khi chúng tôi về cũng có những cái ám ảnh nhất định. Chẳng hạn như đêm ngủ thì cũng giật mình vì hiện trường rất là kinh hoàng. Thực tế công tác xử lý các lỗi vi phạm liên quan đến tốc độ đa phần đều xuất phát từ tâm lý chủ quan của người điều khiển phương tiện. Và khi vi phạm, ai cũng có những lý do cho riêng mình. Cho phép 50 cây thì mình quá mất 5 cây. Những cái lúc mà mình cũng không để ý, mình cũng sơ suất một chút. Thường mình đi qua tuyến đường này thì mình đi rất là chỉnh chu. Lúc em đi là đường nó cũng thoáng, nên là có di chuyển hơi nhanh. Thì đúng lỗi vi phạm chứ. Thì lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Tôi cũng thấy nó các cháu nó đang vội quá, nên là đi cũng không để ý, nó cũng có đạp phanh xuống rồi nhìn thấy đường độ nhưng mà nó cũng không ấy được, cũng không giảm được hết được. Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tốc độ sẽ hướng tới việc nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, ngăn chặn hành vi này cũng chính là ngăn chặn nguyên nhân dẫn tới những vụ tai nạn thảm khốc. Phải có những cái biện pháp cứng rắn hơn nữa và tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa để người dân hiểu và chấp hành tốt. Trong thời gian tới thì đội cảnh sát giao thông số 9 vẫn tiếp tục tuyên truyền và xử lý đối với những trường hợp nghiêm đối với những trường hợp là vi phạm tốc độ. Theo thống kê mới đây của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2024, số vụ tai nạn giao thông đường bộ tăng 140 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, vi phạm về tốc độ là một trong 5 nhóm hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đặc biệt là những vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Bởi việc điều khiển phương tiện lưu thông với tốc độ cao sẽ hạn chế khả năng phân tích, xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra. Tốc độ là một cái yếu tố mà có thể hủy diệt tất cả những cái phương tiện kể cả mà hiện đại và an toàn nhất. Thế và ở đây thì tốc độ giới hạn đặt ra đấy là cái tốc độ cao nhất. Thế nhưng mà các chuyên gia khuyến cáo là kể cả khi bạn có khả năng đi ở tốc độ cao thì bạn vẫn nên giảm tốc độ và chọn cái tốc độ hợp lý. Có nghĩa là tốc độ có thể thấp hơn tốc độ giới hạn. Không có nghĩa là chúng ta cứ phải đi hướng tới cái tốc độ cao nhất, chúng ta chọn cái tốc độ phù hợp mà chuyên gia khuyến cáo đây là cái tốc độ thấp hơn tốc độ giới hạn. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật. Nhanh một phút, chậm một đời. Câu nói nằm lòng mà ai cũng biết, thế nhưng để biến nó từ khẩu hiệu trở thành hành động thì không phải ai cũng làm được.